Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới mọi người công dụng của dòng sản phẩm nước ép hồng sâm trái cây Pororo vị nho đến từ Hàn Quốc Một trong những dòng sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe ở trẻ nhỏ cũng như là kích thích hệ tiêu hóa của trẻ Vâng, với trẻ làm sao để phát triển sức khỏe tốt nhất cũng như là để trẻ ăn ngon, ngủ ngon nhất luôn là vấn đề đứng rất nhiều phụ huynh quan tâm đúng không ạ? Và đặc biệt đối với những trẻ có hệ tiêu hóa không được tốt, thường xuyên bị táo bón hay là không hấp thu được hết chất dinh dưỡng mà thức ăn mang lại thì rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng đúng không ạ? Mặc dù đã giúp cho trẻ có được chế độ ăn tốt nhất rồi nhưng tình trạng này vẫn xảy ra. Chính vì vậy, ngày hôm nay Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước ép hồng sâm trái cây vị nho Pororo đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Nước ép hồng sâm trái cây vị nho Pororo đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm nằm trong dòng nước ép hồng sâm trái cây. Trong clip trước thì Kiều Anh đã có giới thiệu về vị cam. Trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ nói rõ hơn về vị nho, một trong những vị cũng vô cùng được ưa thích và vẫn là với nguyên liệu chính là từ hồng sâm 6 năm tuổi cùng với nước ép nho và sản phẩm này thì được biết đến là cung cấp vitamin, các dưỡng chất, các axit amin cần thiết cho cơ thể. Nếu như tinh chất hồng sâm 6 năm tuổi giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết, kích thích hệ tiêu hóa, giải độc gan, giải độc cơ thể, giúp cho dạ dày của trẻ nhỏ hấp thu thức ăn tốt hơn thì với nước ép nho nó sẽ giúp là cung cấp các vitamin, các axit amin thiết yếu cho trẻ đồng thời là giúp cho trẻ được hấp thu thức ăn cũng như là kích thích vị giác của trẻ được tốt hơn. Vâng, và có rất nhiều phụ huynh khi sử dụng dòng sản phẩm này tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì đều đã công nhận rằng con em của họ thì dường như là đã có dấu hiệu của việc tăng cân cũng như là ăn ngon hơn chỉ sau từ 1 cho đến là 2 tháng sử dụng dòng sản phẩm nước ép hồng sâm trái cây Pororo vị nho đến từ Hàn Quốc này và tất nhiên rồi với dòng sản phẩm nước ép hồng sâm trái cây này thì nó đều có công dụng như nhau thôi tuy nhiên nếu như uh, con em của bạn thích vị nho thì các bạn có thể là lựa chọn vị nho như bên cạnh kiểu anh đây nhưng nếu trẻ không thích vị này thì bạn có thể là cân nhắc sang vị táo hoặc là vị cam như trong các video trước kiều anh đã chia sẻ và đặc biệt nho còn được biết đến là một trong những loại hoa quả có rất nhiều dưỡng chất mà các loại quả khác không có dòng sản phẩm nước ép hồng sâm trái cây pororo thì đã được kiểm nghiệm cũng như là chứng minh mức độ an toàn trước khi tung ra thị trường. Thế nên khi cho con em của mình sử dụng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm nhé. Và với dòng sản phẩm này thì Kiều Hộ Anh sẽ hướng dẫn kỹ cách sử dụng để các bạn làm sao có thể tận dụng được hết công dụng cho con em của mình khi sử dụng. Với trẻ nhỏ trên 3 tuổi thì mỗi tuần bạn sẽ cho trẻ sử dụng từ 3 cho đến là 5 gói nước hồng sâm Pororo như thế này. Và mỗi lần thì chúng ta sẽ sử dụng một gói. Đặc biệt, dòng sản phẩm nước hồng xâm trái cây Pororo này có thiết kế vô cùng tiện lợi và với phần nắp nhựa vặn như thế này thì chúng ta có thể là bảo quản được sản phẩm này ở trong nhiệt độ tốt nhất khi mà trẻ con chưa dùng hết. Và các bạn hãy nhớ nhá, với trẻ 5 tuổi, mỗi ngày dùng một gói và một tuần dùng 3 cho đến 5 gói. Còn đối với trẻ nhỏ trên 8 tuổi thì mỗi ngày sẽ được sử dụng một gói nước hồng sâm trái cây như thế này ạ. Và với việc sử dụng này, nó không chỉ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho trẻ mà nó còn giúp cho trẻ được phát triển toàn diện hơn cũng như là kích thích hệ tiêu hóa của trẻ, giúp cho trẻ ăn ngon hơn và hấp thu được các chất dinh dưỡng mà thức ăn mang lại. Và Kiều Anh tin chắc rằng với thiết kế sặc sỡ cũng như là bắt mắt như thế này thì trẻ nhỏ sẽ rất thích cũng như là sẽ không biếng ăn đâu ạ. Và tất nhiên rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé là chúng ta liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép hồng sâm trái cây Pororo đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin kêu anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã giúp cho các bạn có được những kiến thức bổ ích. Kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.